những thiệt hại vô cùng nặng nề mà bão Yagi đã gây ra cho miền Bắc Việt Nam. Tính đến sáng ngày 13 tháng 9 năm 2024, đã có gần 137.000 ngôi nhà bị hư hại, hơn 67.000 ngôi nhà bị ngập lụt, hơn 300 người chết và mất tích trên khắp khu vực miền Bắc và tới hơn 800 người bị thương và rất nhiều kính ở các tòa nhà cao tầng bị vỡ nát, rất nhiều trường học, trụ sở, cửa hàng bị tốc mái, hàng loạt các biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng bị gãy đổ và giao thông vận tải bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Hậu quả còn kéo dài, nhiều khu vực bị ngập lụt liên tục, đặc biệt là tại Hải Phòng và rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực khác đến ngành nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Nguyên nhân các công trình phải chịu thiệt hại nặng nề là do đâu? Theo các chuyên gia phân tích, các công trình chịu thiệt hại nặng nề do cường độ gió bất thường, địa hình đặc thù tại các vùng ven biển như Hạ Long và chất lượng thiết kế, vật liệu chưa đạt chuẩn. Gió mạnh và địa hình tạo ra áp lực lớn, gây tổn thương nghiêm trọng cho các công trình. Đặc biệt đối với các căn hộ cao tầng và chung cư có khối tích lớn và cấu trúc dày đặc, khi thời tiết xấu như giông bão, gió mạnh và mưa lớn, các công trình này sẽ phải chịu áp lực rất lớn, dễ dẫn đến thiệt hại nặng nề. Cửa sổ, vách kính và khung kim loại chung cư dễ bị hư hại trong giông bão vì vật liệu kém, lắp đặt không khích và thi công ẩu. Hiện tượng rò nước vào thì có thể là do vật liệu không tốt, bề mặt rạn nứt hoặc gioăng cao su không đạt chuẩn. Việc bơm thiếu keo để bịt các khe hở và không gia cố bằng khớp ngàm cũng khiến các kết cấu không chống được nước và áp lực khi mưa gió mạnh, dẫn đến nhà cửa bị rạn nứt, thậm chí là bị sụp đổ rất nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho nhà cửa, đặc biệt là cửa sổ, vách kính và mặt tiền, cần chú trọng vào thiết kế đúng, chọn vật liệu phù hợp và thi công cẩn thận, chính xác. Những thiệt hại nặng nề do bão Yagi mang lại đã đúc kết ra những bài học vô cùng đắt giá để tạo ra một công trình thẩm mỹ mà vẫn an toàn và bền vững với thời gian, đặc biệt là trong điều kiện khí hậu đặc thù tại Việt Nam và bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay. Chúng ta phải luôn ghi nhớ hai yếu tố cốt lõi trong xây dựng, đó là chọn vật liệu xây dựng chất lượng và thi công đúng kỹ thuật. Theo đó, keo silicon cao cấp trong hệ sinh thái của Apollo Silicon, đặc biệt là dòng keo kết cấu đao siêu, là lựa chọn tốt nhất để trám mặt dựng kính cho các tòa nhà cao tầng, đảm bảo an toàn tối đa cho mặt dựng. Chất lượng của loại keo này đã được chứng minh qua nhiều công trình ở miền Bắc và khắp Việt Nam trước ảnh hưởng của bão Yagi. Hãy đầu tư keo silicon chất lượng ngay từ đầu để bảo vệ công trình và cuộc sống của bạn trước mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Một lần chạm là một đời gắn kết. Apollo Silicon, chất keo cuộc sống.